Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gym nhé. Phần mềm cho gọi Gym. Download nhé. Gym download. Được chưa? Và ta vào ấn cái for Windows này. Tôi dùng Windows mà. Đa phần các bạn cũng dùng Windows phải không? Và chúng ta chạy vào đây. Thì các bạn có thể chạy vào dùng download trực tiếp, nhưng mà tôi thì tôi hay dùng torrent vì nó rất nhanh. Các bạn cũng có thể thử. Các bạn có thể thử download bằng torrent hoặc là download trực tiếp. Và tôi thì tôi đã làm rồi và cũng chỉ mất 2 phút để mà có được cái phần mềm này. Nếu mà các bạn muốn dùng torrent thì bạn cài đặt BitTorrent và hình như tôi cũng có nhiều lần nói về cái torrent này. Đây này, và tôi open này. Containing folder continue. Biết ở đâu nhỉ? Android Apache BitTorrent đây. À, game đây này, đúng không? 2.16 setup đây này nhá. Ngày 5/12 tôi vừa làm xong đây. Và cái này là 94 megabyte. Và các bạn chỉ việc click vào nó và chạy thôi. Và setup thì nó rất là dễ dàng, không có vấn đề gì phải nói cả. Ok. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm layout, làm trang web với cái gì? Với một cái phần mềm gọi là Gym. Gym là cái phần này, mềm này. Và tôi đã có một cái video hướng dẫn về cài đặt cái Gym này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng Gym để làm trang web nhé. Gym là cái phần mềm hoàn toàn miễn phí và rất là tuyệt, và cài đặt rất dễ. Và chúng ta bắt đầu xuất phát điểm từ một cái image, là một cái hình ảnh trang web như thế này. JPEG nhé, JPEG. Và đầu tiên chúng ta sẽ làm cái đầu, có nghĩa là chúng ta sẽ đóng cái này vào đây. Và cái Gym này tôi cũng đóng lại. Discussion, được chưa? Đóng lại từ đầu. Và tôi khởi động Gym này. Gym thì tôi khởi động từ đây. Và có phần mềm Gym. Rất nhanh phải không? Rất thoải mái. Và tôi bật nó hoàn toàn bật lên. Và tôi open file. Open. Và đây tôi sẽ local this scene, được chưa? Và tôi có Sam này, với htdoc này. Đâu nhỉ, htdoc của tôi đâu? À, htdoc này nhé. Trong này tôi có t1 này, và tôi có t3h này, rồi tôi có project này. Rất sâu phải không? Và tôi có cái Mario, là thứ mục Mario. Và img, trong này tôi có cái img tên là như thế này, và tôi mở nó ra. Nó báo là phải convert, thì tôi convert. Như vậy các bạn nhìn thấy, cái img đã được load vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn view, và tôi sẽ để nó 100% nhé. View và zoom này, và tôi để 1:1, có nghĩa là 100%. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái layout này nhé. Trước hết thì tôi sẽ chuyển vào supply text này, và tôi làm gì? Công tuấn shippy bs3html5, và tôi để cái tiêu đề nó là Mario chẳng hạn. Mario công tuấn s. Và các bạn, chúng ta sẽ cùng dọn dẹp cái này một chút. Công tuấn ship k jQuery. Và cái này có lẽ tôi bỏ đi nhé. Chúng ta trong nhiều lúc chúng ta cần, nhưng mà trong bài này chúng ta không cần. Và cái này cũng công tuấn ship k. Và tôi sẽ view gì? Word wrap, để chúng ta nhìn thấy toàn bộ các cái dòng lệnh. Ở đây thì tôi có một cái style tab. Và trong này, việc đầu tiên là trong body này thì chúng ta làm gì nhỉ? Công tuấn ship v bs3 và container, chúng ta biết rồi. Và cái container này chúng ta đặt nó class main đi nhé. Main container, được chưa? Và bây giờ chúng ta quay sang Gym, và chúng ta phân tích cái layout này nhé. Thì tí nữa chúng ta sẽ chụp vài hình ảnh nhé. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời tôi phân tích cái layout này. Cái này chúng ta gọi là nap, đúng không? Phần này gọi là nap. Phần này gọi là banner đi, đúng không? Thì từ dưới cái banner trở đi thì chúng ta sẽ gọi là content. Và cuối cùng là footer thế này nhé. Thì chúng ta sẽ riêng cái nap này thì tôi nghĩ là tôi chia thành nap 1 và nap 2, được không? Và đầu tiên chúng ta sẽ dùng các cái đường kẻ để chúng ta phân định nhé. Thì các bạn vào view, và các bạn ấy ấn vào cái guide này, và ấn vào new guide nhé. Và chúng ta sẽ kéo ở đây rồi. Chúng ta sẽ kéo nó xuống này, một cái đường guide. Thì cái này cho nó khoảng tầm đây là 1 pixel này, 2 pixel này. 10 đây này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pixel nhé, khoảng 70 pixel. Và cái đường thứ hai
là chúng ta lại tiếp tục kéo từ trên này xuống này, và chúng ta cho nó trùng vào cái hàng kẻ này. Thì ở đây nó khoảng tầm đây là 70, và đây khoảng các bạn lại đếm như thế 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pixel. Đúng không? Và chúng ta thử làm luôn nhá. Chúng ta làm hai cái row luôn, công tố chấm row đi. Chấm row. Và chúng ta cho cái class là row 1 đi. À nap 1 nhé. Tab. Được chưa? Row và nap 1. Ở dưới này thì chúng ta có row và nap 2 nhá. Copy. Ctrl V, Ctrl P, Enter. Nap 1 và nap 2. Được chưa? Thì ở trên này chúng ta style luôn cho cái nap 1 đi. Chấm nap 1. Và chúng ta cho nó cái gì? Ctrl P, Enter. Nap 1 thì chúng ta cho min 2 đi, min 2. Thì bằng 70 và 80 đúng không? 70 px. Px. Đúng không? Và tương tự như vậy, copy. Ctrl V và 80 px. Và tiếp theo thì chúng ta làm đến cái gì? Tiếp theo thì tôi đang ở phần mềm này chứ. Cancel. Và chúng ta đang nói về đến cái phần banner. Banner thì chúng ta lại kéo nó xuống đấy. Được không? Và chúng ta lại đếm này. Đây là 10, 20, 30, 40, 50. Và từ đây đến đây là 150, 250, 350, 60, 70, 80, 90, 100. Tức là 400 này. 410, 420 rồi đấy. Và 420 nhé. Thì chúng ta chấm gì? Chấm row này. Chấm banner, banner. Đó. Tab một cái. Và ở trên này thì chúng ta sờ chúng ta chấm banner này. Banner. Và đây chúng ta sẽ cho là min 2. 420. Rồi, px. Tốt nhất là bây giờ chúng ta lại dùng color background để chúng ta xem lại. Background color. Ví dụ là red green đi, red. Chúng ta nhìn đã nhé. Red green, background color. Green. Cứ red và green để chúng ta kiểm tra này nhé. Và chúng ta lại background color red. Chúng ta thử xem. Localhost nhé. Localhost T1. Tôi còn chưa có cái này. Tôi sẽ cho nó lên này. Start. Tôi nhìn vào trong này cho nên close một cái đi. Click một cái đúng không? Chúng ta có một cái rồi. Và như này thì chúng ta sẽ localhost refresh lại cho này. Và chúng ta có T3H này, project này. Và có Mario này. Và có 1.php. Như tôi chiếm một cái có 3 cái div cơ mà nhỉ. Có cái gì đó cũng ổn đấy. Nát 1 này. Nát 2 nhá. Cầm tuần S và chúng ta quay lại này. Phiêu. Thử xem. Nát 1, nát 2, nát 3. Được rồi. Ok, xanh đỏ chín vàng trông rất là rực rỡ, nhưng mà tí nữa giờ chúng ta sẽ xóa thôi nhá. Và tiếp theo là chúng ta lại vào cái gimp này nhá. Và chúng ta nhìn thấy cái gì? Đây thì chúng ta lại kéo thêm một cái đường dẫn xuống nhá. Đường dẫn đấy. Thì đây là một cái row nữa. Đây là content 1 nhá. Rồi chúng ta lại kéo một cái row nữa vào đây. Sorry. Và thực ra tôi nghĩ là nên để một cái ở đây. Và tiếp theo chúng ta kéo một cái footer ở đây nhé. Và cuối cùng là hết rồi. Cuối cùng có một cái nữa. Nó có hai phần footer các bạn để ý. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ làm này. Ta mới đến cái phần này. Đây là phần banner. Và content 1. Copy này. Copy.
trong tuần V, đây là content một ta viết tắt như này thôi, trong tuần V, và chúng ta có content 2. Chúng ta phải nhìn nhé, content 1 là cái thằng này đúng không, content 2 là cái chữ này, và content 3 ở đây, content 3. Sau đó thì chúng ta có footer 1, footer 2, footer 1 và footer 2, footer 1, footer 2 nhé. Cộng tuấn V, cộng tuấn V, và ta có foot 1 ở đây là foot 2, cộng tuấn S. Và chúng ta cũng đếm tương tự như vậy, chúng ta cũng đếm cái pixel và chúng ta làm các cái chiều cao cho nó. Ok, như vậy là rất nhanh chóng chúng ta đã phân được các cái row rồi. Ví dụ đây là nav 1 này, nav 2 này, đây cái banner này, rồi đây là đến cái content 1 này, content 2, content 3, rồi đến footer 1, footer 2. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi cắt nó nhé. Thì các bạn cũng có thể dùng cái tool layer này, và các bạn cắt theo thí dụ như là tool này, thì transform tool này, rồi hoặc là các bạn image này, cái gì nhỉ, transform này, và các bạn dùng cái công cụ này. Ví dụ tôi có thể dùng thí dụ để cắt cái hình này chẳng hạn nhé, để cắt cái hình vi tính này chẳng hạn, thì tôi có thể kéo cái grid xuống đây. Các bạn có thể kéo xuống rồi các bạn cắt kiểu bằng cái công cụ đấy cũng được, nhưng mà tôi thì có lẽ tôi làm đơn giản, rồi cái trang web này nó không cần chính xác lắm, đơn giản thôi, thì ta làm tôi dùng cái công cụ Screen Hunter này nhé, tôi cắt luôn. Ví dụ tôi cần cắt cái, tôi chỉ cần cắt một cái logo thôi nhé, Cloud, và tôi cắt tiếp một cái hình cái vi tính nữa, thì tôi kéo vào đây và tôi cắt nhé. Và chúng ta cắt tương đối nhé. Đây là Cloud logo. Ok, và cái yes, và cái này thì tôi đặt tên nó là logo 2 à. Đây rồi, cái này đặt tên nó là gì, hoặc là tôi đổi tên cái này nhé, logo 2 đi. Tí nữa chúng ta đỡ có gặp vấn đề về những cái tên này. Và cái này thì tôi đổi thành máy tính đi, MT mở tính đi, máy tính tôi viết tắt như này nhé. Và cả hai cái này thì tôi sẽ cắt nó và đưa vào cái thư mục của mình nhé. Tôi đưa vào htdoc này, và t1 này, t3h này, project, và mario, và img, pet, hai cái này mà. Và bây giờ chúng ta thử nhé. Đây tôi lại view ở trong Sublime, tôi view cái trang của mình đây nhé. Và chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta khoan hẳn nói về cái này, tôi thử làm cái này trước. Thì cái này nó gọi là banner đúng không, và ta chia, tôi nghĩ là chia thành một cái 5 và 7, một cái màn hình 5-7 đi, hai cột 5-7. Thì chúng ta sẽ làm như thế này nhé, 5-7, và chúng ta banner đây này, class banner đây này, row banner đúng không. Thì chúng ta control shift p bs ba column nhé, 1 à, 5 và 7 đúng không, cột 5 đúng không, và control c, control v và 7 đúng không. Và cột 5 này chúng ta cho img vào thôi, control shift v bs ba img, và chúng ta cho cái đường dẫn đó là img, và ở trong này là mtính đúng không, máy tính đấy, chấm gpg, control s. Và chúng ta hãy bỏ cái background của nó đi nhỉ, bỏ cái background đây là cái banner bỏ đi, ngoài chẳng hạn đúng không, control s. Và chúng ta xem nào, fan đấy, riêng cái này rồi. Tí nữa chúng ta padding rồi bên này thì chúng ta cho cái text của nó là gì nhỉ. Tôi sẽ đóng hết cái thứ này lại cho nó đỡ rắc rối này. Và cái text của mình này là cái gì, và chúng ta lại xem lại bên này nhé, cái page Mario này, đây này, chúng ta cho padding ở trên này khoảng tầm bao nhiêu pixel đấy, thì mình muốn chính xác thì mình đo, nếu không thì mình, nếu không mình phiên phiến thôi, chỗ này khoảng 60 pixel thì các bạn có thể làm như vậy.
đúng không nào? Ở đây thì chúng ta gõ vào title here, đúng không? Và chúng ta làm thôi. Đâu nhỉ? Ồ. Để... nhưng chúng ta có thể đưa nó vào H1. H1 ta. Và các bạn có thể kéo nó xuống. Ctrl Shift Enter. Và nếu mà các bạn cần styling cho cái thằng H1 này thì các bạn lại cho nó ID vào. Đúng không? Và sang cái này. Một cái lorem, đoạn lorem là vừa, đúng không? Và chúng ta cho nó một đoạn lorem vào đây. P và lorem. Và chúng ta nhìn lại. Và các bạn có thể padding nó xuống nhé. Nếu mà chúng ta căn đây là 60 này. Lại cho ra đây. Chúng ta đây 60 và chỗ này là 60 này. Còn đây là 100, đúng không? Nhìn thấy thế. Còn các bạn có thể điều chỉnh hơn. Tôi chỉ hướng dẫn về cái cách mà chúng ta làm việc thôi nha. Tôi cứ ấn lúc tung nào nhỉ? Đây. Đây, và chúng ta sẽ cho H1 ID bằng title nhé. ID bằng TTL. Title lại tôi viết tắt nhé. Hoặc các bạn có thể style ở đây cũng được. Rồi bắn không? Đúng không? Chúng ta thử thôi nhé. Banner thì padding, chúng ta cho padding đi. Banner padding top 60 pixel. Đại khái như vậy, những cái này chúng ta làm một lúc này là nó ok thôi nha. 60 pixel thì padding top 60 pixel và chúng ta nhìn lại page mayo này, padding top 60 pixel. Cho các bạn ổn mà. Đây, còn chỗ này các bạn padding nó. Đúng không? Và các bạn gì? Tôi kiểu lung tung này. Đây, thì, các bạn có thể đưa cái row banner này nha. Row banner cái này là mình đưa vào là class left, đúng không? Và cái này là right. Cái này bạn lùi xuống nha. TTL này. Cái class mình có thể banner và mình copy xuống chấm banner này. Chấm banner. Chấm right. Thì tôi thử nhé. Mình đã padding top nữa, đúng không? Top. Mình cho nó thêm 60 pixel nữa, 40 pixel nữa. Tôi thử xem. Và chúng ta chạy lại này. Không có ảnh hưởng gì à? Không phải. Banner right. Padding. Banner. Và một lần nữa chúng ta sẽ xem lại nhé. Cái trang của mình đã làm được này. Các bạn có thể đặt lại width của nó, đúng không? Styling cho cái main đây này. Các bạn có thể đặt styling cho cái main width là 1000 pixel giống như của đầu bài, đúng không? Và đây là một vài, chúng ta chỉ có một vài cái dòng lệnh styling thôi mà chúng ta đã làm được một cái trang. Và chúng ta tôi sẽ cùng xem lại nhé. Tất nhiên cái này nó chưa, đây là cái phần nó gọi là phần nắp ba đấy. Chúng ta có hai cái dòng, đúng không? Và những một số chỗ thứ khác là tôi cũng chưa làm sao, nhưng mà nhìn chung là các bạn thấy cái cách làm của nó là như vậy, đúng không? Chúng ta chụp những cái ảnh chúng ta ném vào đây, rồi những cái ảnh con, rồi những cái phần này tôi còn chưa làm, ví dụ thế. Các bạn làm nốt footer. Và tôi nghĩ là cũng những cái quan trọng là cái cách làm mà tôi đã làm. Và chúng ta thấy là cái trang của mình nó cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng mà cái cách làm thì đã rõ ràng. Và chúng ta thấy là cái trang nó cũng rất là tuyệt vời, phải không nào? Ok, rất đẹp, rất dễ làm. Ok. Và tôi chúc các bạn thành công nhé. Cứ làm như vậy, chỉ có vài dòng styling ở đây thôi, đúng không? Styling của chúng ta rất ít, không nhiều, và chúng ta đã làm xong một cái trang web. Như vậy thì trong vòng một tiếng các bạn có thể làm xong được cái phần này, cái trang web này.